Hello everyone, hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái phần mà lesson 4 của chương trình grade 5 unit 3 ha. Bây giờ mình sẽ nhìn vào phần đầu tiên là listen, point and repeat. Bây giờ mình sẽ học về cái âm a và long e. Ok, rồi bây giờ các bạn tập trung vô đây nghe cô đọc ha. Train, tray, cây, tree, leaf, key. Ok, train là gì các bạn? Xe tàu lửa nè. Tray là giống như cây mâm á. Cây, bánh kem. Tree là cái cây. Leaf là lá. And key là cái chìa khóa. Ok, vậy bây giờ cái phần dưới đây là phần listen and read. Thì bây giờ các bạn nhìn vào đây ha. I'm sitting on the train, looking out at the rain. I can see some big tree with big orange leaf. Oh no, I can't find my key. There's a party today. Lots of children are here to play and have fun. Look, there is a key on the tray. Okay, bước hình thứ nhất là I'm sitting on a tray. Look at the rain là mình phải khoanh những cái âm A vào nha. Mình khoanh những cái âm mà mình vừa học là âm A và âm E. Vậy thì cái này là mình sẽ khoanh chữ gì các con? Chữ train người ta đã khoanh rồi thì mình sẽ khoanh chữ rain. I can see some big tree, okay, and orange leaf. Thì những cái từ vựng mà mình đã học là mình ngồi ở trên cái xe tàu lửa này, mình nhìn ra bên ngoài trời mưa thì mình có thể thấy được cái cây nè, rồi với lại là mình thấy được những cái lá, đúng không nào? Number two. There's a party today. Lots of children are here to play and have fun. Look, there's a key on the tray. Hôm nay họ có một cái buổi party. Thì có rất là nhiều bọn trẻ chơi và họ có một cái buổi chơi chơi cùng với nhau và có một cái bánh kem ở trên cái mâm. Tiếp theo, oh no, can't find my key. Tôi không thể nào tìm được cái chìa khóa của tôi. Vậy tiếp theo. Mình sẽ về cái phần số 3, phần số 4 thì mình đã làm rồi ha. Rồi mình sẽ làm phần số 4. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần số 4. Mình sẽ đọc và mình sẽ tìm ra được cái âm mà khác biệt với những cái còn lại. Bây giờ cô sẽ đọc và hướng dẫn các bạn nha. Ví dụ như câu số 1: train, tray, tree, play. Vậy những cái âm còn lại là âm A, còn cái âm này là âm E, đúng không nào? Vậy thì mình cái sai của mình là tree. Tiếp theo, number 2, K, P, day, rain. Vậy thì những cái âm này gọi là âm A, còn cái âm P này là âm E, đúng không nào? Vậy thì mình sẽ khoanh tròn chữ P nha. Number 3, eating, seeing, playing and dream. Vậy bây giờ cái này có phải là playing không? Đó là âm A, những âm còn lại là âm E. Ok, number 4, leave, key, queen và Sam. Vậy thì những cái âm này là âm E và âm này là âm A. Number 5, feet, tray, space, rain. Vậy thì cái âm của mình là feet, đúng không nào? Vậy những âm còn lại là A, còn cái này là âm E. Number 6, three, please, snake, easy. Vậy thì âm của mình, âm khác biệt đó là snake. Number 7, case, race, sea và lake. Vậy thì âm khác biệt của mình là sea. Plain, weak, mean, see. Ok, âm của mình là âm plain. Ok, nó là âm A, còn những âm còn lại là âm E. Ok, bài học của chúng ta đến nay là kết thúc. Thì cô sẽ hẹn các bạn vào buổi hôm sau để cô sẽ hướng dẫn cái phần skill time của chương trình Unit 3 nhé. Ok, thanks for listening.